Hello! Hôm nay mình có một cái uh, cái Ampli-Po Có uh, cái Ampli này nghe rất là hay ha, nghe nó là kết hợp với lại một cái uh, Bộ Loa Po siêu uh, ngầu 2.1 thì nghe nó rất là hay uh, Cái này cũng rất là mắc, mình đang kết hợp với lại một bộ uh, Sony Chỉ công tắc này á uh, Anh em nào mà biết sửa thì mua À, lúc cái công tắc này mình bấm vô lúc ăn lúc không lúc ăn lúc không ha nhưng mà hồi nãy mình bấm á mình thử nó nhảy ra giờ mình lấy cái kêu mình dán lại. Ờ à, vấn đề ở công tắc thôi. Thì con này giá mới của nó giá cũ của nó thì cũng rất là mắc nha. À đây 31F cái con này nó nó, có, nó ra nè, cái cổng này là cái cổng mình in vào này ha. Cái cổng này cổng ra thì nó có hai kênh ra. Còn kênh này kênh qua loa. À, loa thì cái con này nó dùng được à, nè nó để là speaker nè à, nó kết nối nó speaker với lọ loa, loa số 101 nè là cái này nó dành cho cái loa nó nghe rất là hay nha nghe hai nữa là cái con này nó có thể anh em nghe được cái nguồn pin nè anh em nghe được cái nguồn ô uh, tô á hoặc là nguồn gì bất kỳ nguồn gì thì nó là có cái nguồn 3V nguồn 6V ha đó còn anh em bật xuống cái chế độ author nè là để nghe cái kết nối cái lo ngoài à, con này là đồ hàng bãi ha đây đó là cái con 1705 điện nó 100V 50 hạt đó rất là đã luôn con này nghe rất là đã luôn ha mình chỉ thử tí xíu nhạc thôi nha tại vì trên youtube á là mình mà thử nhạc á là nó sẽ bị nó sẽ nó sẽ báo lỗi nha mình chỉnh nhanh nhanh cái này em kết nối với cái điện thoại iphone còn em kết nối gì kết nối lúc trước em hay nghe á thì em em có mua cái cục bluetooth á em gắn vô cái đuôi này nè rồi em gắn vô cái cổng in đó xong rồi mình phát ra đây xong cái mình phải mình 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 phải qua bài á chứ mình qua qua chứ mình để đó là thằng uh, youtube nó phát hiện nó phát hiện là nó đánh đánh gậy nên là mình nghe nghe chơi xong cái mình mình tắt mình chuyển qua bài Hãy đọc qua, anh em Oh, nghe tí xíu vậy thôi nha chứ nghe nghe nhiều quá là rằng thằng thằng thằng, 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 thằng uh, YouTube nó đánh bản quyền em thì em hay dùng cái này để em nghe piano nghe lắm đó mình nghe vậy thôi chứ mình nghe nhiều quá là đánh bản quyền mình Rồi ha. Thì nó là cái con nó cũng cái con đó thì nó cũng khá là mắc đó, khá là lâu. Như ha. Con này mình bán giá rưỡi nha. Để em mở cho anh em xem cái con đó là cái con nó là cái con này nè. post B O S S E え1 năm Đây chỉ có bên nước ngoài mới có ha, ở bên Việt Nam thì uh, ít lắm ha. 1705 này nó đang kết hợp với lại con boss 101 này ha. Nói chung uh, cũng khá là uh, khá là xịn sò. Đây ha, hàng Vinh Thì cái con này nó bán cũng khá là mắc đó, anh em. Cũng mấy trăm đô á. 27.800 yên thì nó ra cũng đâu là mấy triệu á phải à, là mắc ha rồi em bán con này chín trăm rưỡi nha anh em nào mua thì ưng thì mua ha